Xin chào quý anh chị em khách hàng ha. Nay tụi em dọn kho lên một số món cho anh em ha. Một số món lặt vặt linh tinh ha. Anh này các em DIY hay là làm lụng lặt vặt gì chế cháo rồi được chơi ha. Thì đầu tiên ấy, thì em có một cái con quạt tản nhiệt ha của Kunga ha anh em. Quạt tản nhiệt thì xài năng lượng mặt trời ha. Thì con này dùng để tản nhiệt trong cái môi trường mà trong ô tô anh em. Thì trong ô tô á, anh em mà thấy để ngoài trời nóng á, anh em muốn tản nhiệt á thì dùng cái con quạt này ha. Đang quạt rất là xịn ha anh em, mà con này hình như sản xuất ở đâu mà bữa em quên rồi nè. Sản xuất tại Đài Loan ha anh em, sản xuất tại Đài Loan ha. Con này anh em chỉ cần đưa cái năng lượng mặt trời đưa dưới đây chiếu thẳng vô cái tấm này, quạt này nó sẽ đẩy cái hơi nóng ra ha. Thì một cái xe thì em nghĩ nên trang bị tầm 2 tới 4 cái quạt này ha anh em. Rồi anh em có thể sử dụng ở trong nhà hoặc là trong máy cái đều được hết ha. Trong hướng dẫn này nó thể để trong nhà mấy, thì của Kunka anh em, sản xuất tại Đài Loan. Thì con này bên em dán giá chỉ có 130k thôi anh em ơi, 130k một con như thế này ha. Đây, rất là ok ha, xài rất là ok. Rồi tiếp theo là em còn sót một cái vài một cây kìm cộng lực anh em, cho anh cá anh em mà bẻ khóa trộn bẻ đồ này ha. Rồi thì em nói giỡn, anh em cắt sắt các đồ. Cây này hơi xét luôn rồi, rồi xét thì thanh lý chỉ xét anh em. Cây này hơi xét rồi, rồi xét cái đầu rồi. Thôi cây này thì có một cây duy nhất xét xét cái đầu này em bán giá 206 anh em, 206 đi ha. Đây đại em còn có cây hai cây à, mà cây này nó bị để lưu kho thì xét mất rồi. Thì cây này như là 18 inch anh em, 18 inch ha. Dài khoảng 450. Đó thì kìm cộng lực để em cắt sắt cắt đồ thôi. Rồi 260 giúp em ha. Rồi một cây duy nhất anh em, 260k đi. Nó hơi xét cái phần này, nó không liên quan gì anh em, cắt sắt thì rất là ok ha, rất là có lực anh em. Tới anh em bấm ổ khóa này à, rất là ok ha. 260 ngàn một cây như thế này anh em, còn đúng một cây duy nhất à. Rồi tiếp theo là em có đây có một bộ bu lông này mà bữa giờ chưa bay được anh em. Một bộ bu lông này đầu khổ hông anh em. Thì nó tặng kèm với anh em là một đầu 17, 10 đầu 19 và một đầu khẩu 21 ha. Vì xài cái con này thì nội địa Nhật ha anh em, xài điện áp là 100V ha, hãng là hãng Shinko ha. Rồi cái đầu này thì đầu lục giác, đầu phổ thông anh em, thì công suất của nó là 350W ha. Điện là 100V, lưu ý giúp em ha. Còn một cây duy nhất này, dây điện thì rất là dài nè anh em. Anh em thấy nè, đi dây điện rất là dài ha, đảo chiều ấy rồi anh em, để anh em mở mà mấy cái nồi á, nồi tay ga hay nồi xe máy cũng rất là ok ha. Động cơ chổi than đây nè, tặng kèm ba cái đầu anh em. Thì có nằm ở trong hộp luôn ha, này nằm ở trong hộp luôn, rất là mới ha. Những con này chưa xài luôn anh em. Thì tiếp một cái là điện 100V thôi anh em, 100V nè. Bữa con này bán 550 ha. Thì em còn một cái duy nhất em vẫn bán giá đó đi, 550 đây anh em. Anh em nào cần mà anh em về sửa chữa lặt vặt à, về sửa xe sửa đồ á, anh em mua con này thì xài ha. Cái 550 thì giá cũng rất là rẻ anh em ha. Anh em nhà mà có điện biến áp đồ á, biến áp điện 100 đồ á, anh em mua về xài ha. Con này công suất cũng nhỏ thôi, em nghĩ nó tầm 350 Newton á. Rồi tiếp theo là mới có một con khò anh em. Rồi, tới tới cũng tới mùa mưa gió rồi, thì anh em nào mà nhậu á, em mua con khò về, khò khô mực, khò khô đồ ha, rất là ok. Thì con này thì hàng rất là xịn sò anh em, này công suất nó 2000W ha, của hãng Stanley luôn ha anh em. Đây ha, một con máy khò anh em. Ngặt cái là con này sẽ không có cái đầu phụ kiện đi kèm anh em, này anh em phải mua rời rồi ha. Là máy rất là xịn ha, em có một cái điều chỉnh nhiệt độ ở khúc này đây. À, anh em về anh em mua mấy con khô, mua mực về anh em khò ha. Rồi thêm một cái thùng Tiger nữa thì em mới hết sảy con bà bảy. Rồi thì cái con này thì bảo hành chính hãng cho anh em là 1 năm ha, 1 năm của thương hiệu Stanley. Rồi con này khò thì công suất là 2000W ha, rất là ok ha. Này thì nấc nấc độ gió anh em đó, nấc nấc một là gió vừa, nấc hai là gió mạnh ha. Rồi con này giá bên em đang bán là 550 ngàn giúp em ha. Anh em nào cần mua hàng hay là cần biết thông tin về sản phẩm thêm á thì cứ nhắn tin số điện thoại trên tiêu đề giúp em ha, nhắn tin vô Zalo. Cứ cần thêm sản phẩm nào thì cứ nhắn Zalo cho tụi em ha, số điện thoại trên tiêu đề giúp em. Rồi thì tiếp theo em có một cái vài sản phẩm của sự test anh em, đến từ thương hiệu Thụy Sĩ ha. Thì cái này nè, cái bộ này thì tụi em đang bán rất là chạy anh em. Thì cái bộ này là bộ 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 một bộ kìm đa năng anh em,
một cái đèn pin đại ha và một cái đèn pin size nhỏ ha, anh em làm việc hay soi nhái soi ép gì bắt mùa mưa này nhái ép nhiều anh em thì ấy ha, rất là ok ha. Thì cái con này anh em thì con này nè xài đây em có vài cái sản phẩm mà em đã khui hàng ha, thì em giới thiệu cái đèn pin này xài rất là ok anh em. Có thể chiếu sáng ha, ghê, chiếu sáng được 8 giờ đồng hồ anh em, chiếu liên tục ha. Xài một với xài pin là 3A anh em. Đó, rồi rất là xa ha, có chế độ SOS luôn em. Em bật chế độ SOS cho. Đó, SOS này khi mà anh em mà bị hư xe hay là cần vấn đề gì á, cần cần nhờ người giúp đỡ thì anh em xài chế độ này ha. Rất là sáng anh em. Này anh em xem này, đó. Thấy không? Đó, đây là cái đèn đại ha. Đây một cái đèn mà tiểu nè anh em. Đó thì rồi cũng cơ bản thôi, đèn tiểu này rồi cơ bản anh em. Đó. Thì cũng có chế độ SOS luôn. Đó, SOS này hết pin anh em chứ không nó rọi rọi được xa lắm em, nó rọi tới tới 150 m anh em ha. À, rồi 150 m nè. Thì cái này á, thì mấy con này đều có ron anh em, chống nước IP X7 anh em, mưa mà lâm lâm phất phất á, là nó có thể ok hết à. Rồi cái tiếp theo là cái sản phẩm này rất là xịn sò anh em. Sản phẩm này thì một cái con kìm đa năng của Switch Test ha. Kìm đa năng cầm tay nhỏ gọn anh em ha, rất là nhiều cái đầu anh em. Đây là cái đầu bây giờ em giới thiệu sơ qua ha, nó gồm có cái đầu đầu khui bia này, cái đầu dũa này, đầu dao này, đầu cưa này, cái đầu dao đầu cưa này, bên đây thì cũng có đầu dũa này, đầu cưa này, thì tổng cộng nó gồm 15 ha, 15 cái chức năng trong một cái con kìm này anh em, để anh em cắm trại anh em làm vặt rất ok ha. Đó, rất là ok, cầm rất là đầm tay chắc tay ha, hai cái tay em bự lắm mà cầm nó rất là ok này, nó nhỏ gọn này. Đó thì mọi chức năng của nó thì anh em cứ khui cái này ra thôi. Đó, em cứ lấy ra thôi. Đó, lấy ra xong gập vô thôi, rất là tiện lợi ha. Rồi thì cái bộ sản phẩm này bên em bán nó chạy ha, thì bộ sản phẩm này bên em bán giá là 699k giúp em ha. 699k một cái set 3 sản phẩm như thế này ha. Rất là tiện lợi anh em. Rất là ok ha. Rồi đến được thương hiệu rất là nổi tiếng ha, Switch Test ha. Rồi tiếp theo ở đây em có một cái con dao ha anh em. 7 trong 1 dao đa năng hết ta. Để em xem coi. Nó có mấy khía này, nó chung dao đa năng anh em. Em có thể mở được bia đồ ha, mở nước ngọt đồ. Em xem coi. Flat red button. Treo bắp chìa khóa. Rồi mấy cái chức năng này làm gì? Đây khui bia này. Dao này. Rồi hay nói chung 7 chức năng trong một em bán 110.000 một cái sản phẩm như thế này ha, nhớ là nhỏ gọn anh em, nhỏ xíu rồi. Này thì tầm cái tầm 7 cm ha, tầm tầm đâu đó 7 cm, đúng rồi tầm đâu đó 7 cm. Rồi tiếp theo có một con dao cũng Switch Test luôn em, thì con dao này thì dao dao có cái cán ha, dài hơn một tí, con này sẽ dài hơn một tí đó. Cũng đa chức năng luôn, khui bia làm ấy làm đồ. Để em xem coi, nó có chiều dài trong này. Nó cũng tùm lum chức năng này, nó chung 7 trong 1 anh em. Để em xem giới thiệu sơ qua ha. Rồi thì con này bên em bán với giá là 165k ha. 165k sản phẩm như thế này. Đây một con dao cũng đến đây Switch Test luôn. Đó, thì rất là nổi tiếng ha. Mấy con dao này thì làm chắc chắn này, thép rất là xịn ha. Cứng cáp. Rồi tiếp theo em có một cái bộ này thì bên em bán nhiều rồi ha. Bộ đèn đội đầu anh em, cho các anh em mà làm trong công trình mà thiếu sáng á, hoặc là anh em đi rọi soi cá soi ếch gì ở quê á, rất là ok ha. Thì con này giá con này là nhiêu ta, 400. Rồi con này thì giá chỉ có 490 ngàn anh em, thì chức năng của nó rất là xịn ha. Con này thì chống nước này, IPX4 này anh em, mưa lất phất lãng phản này nó vẫn ok ha. Rồi thì có 3 mức 6 mốt sáng này, 6 mốt sáng này, rồi cổng sạc là Type-C nè anh em. Này con này cái mức sáng của nó rất là ok ha, 5 tới 550 lumen lần anh em. Nó xịn hơn mấy cái con mà dòng Tajima của tụi em nó bán á. Nó chỉ được tầm 350 lumen và 500 lumen thôi ha. Con này rất là xịn anh em, chiếu sáng rất là hơn mình xa đi nè. nãy nữa. Đúng rồi. Thì nó chiếu tới 140 m mà maximum nè anh em, rất là xịn ha. Rồi 490k các em ha. Anh em nào mua thì cứ nhắn tin Zalo giúp em. Thời lượng pin của nó đây, em đằng sau nó có ghi nè anh em, thì nó chiếu maximum đúng không, 550 lumen nè, 140 m nè, nó chiếu được 3 giờ đồng hồ ha.
còn mà nó chiếu ở mức trung bình á, thì nó chiếu được 6 giờ đồng hồ, và mức mà mức thấp nhất á em rọi mà gần gần anh em chụp ít chụp nhái á thì gần 8 giờ đồng hồ ha. Rồi 490k giúp em. Rồi thì em ra đây có một vài cái ba lô ha. Ba lô này thì tụi em bán thường xuyên này. Cũng đến từ Switch Gear ha anh em. Này thì cái vải nó rất là xịn này, mà cái này nó đặc biệt với mấy cái ba lô này thì nó có chế độ khóa này. Ha, cái khóa này để giữ cho anh em đồ vật đồ á không bị mất, không bị trộm ha. Rồi có mất thì mất luôn nguyên cái ba lô thôi, còn mất đồ cho ba lô là chắc chắn em đảm bảo là anh là không mất ha. Rồi thì cái ba lô này rất xịn ha. Đây em nó làm một cái dây đai này, dây thép đai lại nên em cái cọng này rất là xịn ha. Rồi thì cái con này thì em nghĩ mấy cái ngăn này anh em thì bỏ được cái tầm khoảng một cái ba lô 15.6 inch đó. Thì bên trong là cái tấm chống nước anh em, cái vải vải dù chống nước ha. Rồi thì mấy cái ngăn này thì nước bình thường thôi. Rồi ha, không phải dù chống nước ha. Ở đây cái đặc biệt cái là ở đây này nó có một cái nó làm cái xốp đệm anh em. Thì anh em để đeo vô mỗi đỡ mỗi vai ha. Ở đây cũng đây nè, có một cái xốp lưng nè anh em. Cái này thì nó chống chống gù lưng chống đồ rất là ok ha. Em nhớ là bên trong nó sẽ có một cái áo mưa, áo mưa để anh em mua chùm ba lô. chùm ba lô lại ha. Nếu này nó nằm đâu mất tiêu rồi, nó đâu đó, ở đây quên, ở đây nó có một cái dây dắt sạc và một cái dắt 3,5 ly anh em ha. Dắt đây anh em mà bỏ mấy cái đồ bỏ sạc dự phòng lên anh em sạc á, nó lòi ra cái đầu dây bên này này. Rất là xịn ha, rất là tiện lợi luôn anh em. Mà con này thì giá nó có 490k anh em ơi. Rất là ok ha. Này có khóa chống trộm nè anh em ha. Khóa này thì mất là mất luôn cái ba lô anh em, không mất đồ ba lô đâu anh em yên tâm. Đồ mà anh em cất giữ cái này thì rất là yên tâm ha. 490k giúp em ha. Cứ anh em là mua cứ nhắn tin vô số điện thoại giúp em, cần thêm thông tin hình ảnh gì thì cứ nhắn vô ha. Mới 100% anh em. Cái ba lô này thì mới 100%. Có mấy màu ta? Hai màu, hai màu, xám với đen. màu xám và đen ha anh em. Anh em nào cần thêm thông tin thì cứ nhắn tin giúp em. Rồi thì cái đai em có một cái vài cái đai an toàn này anh em. Cái đai đai nịt an toàn trong cách em mà sử dụng trong công trình á, em leo trèo đồ á, đồ bảo hộ cái này thì thường thiên về đồ bảo hộ ha. Rồi cái đai an toàn này thì nó như hình anh em, đây một cái đai xuống, là đai xuống cái bắp đùi anh em ha. Rồi cái bộ này anh em muốn hoàn chỉnh thì gồm có một bộ móc và một cái bộ đai lưng nữa ha. Nếu mới là hoàn chỉnh cho một cái bộ leo trèo như thế này, đây hình ảnh như thế này anh em. Đó thì cái bộ đai đây. Thì anh em mà sắm một cái bộ này á, anh em làm việc mà leo trèo á, anh em muốn an toàn thì mua ở đây. Này nó hình anh em cần sắm thêm bộ đai nữa này, cái bộ móc treo và cái bộ đai lưng nữa thì là đủ một bộ ha. Bây giờ tụi em chỉ còn sót đúng cái bộ đai đai toàn thân như thế này thì giá là 250 giúp em ha. 250k một bộ đai như thế này ha, hàng rất là xịn ha, trong ấy hãng Tajima đàng hoàng anh em. Tajima là hãng rất là ok ha. Đây cái sệt cái mã này ra ha. Rồi anh em có một vài bộ này chắc em thanh lý luôn nè, còn cái hai cái à. Rồi, thanh lý đại ha cho nó chống kho luôn nè. Ở đây có con vít rất là xịn anh em, con vít size mini ha, hãng Shinko đàng hoàng anh em. Con này nó bị này nó bị hư đảo chiều anh em. Rồi ở đây em có một cái con cặp vít nè anh em, cho các anh em sửa chữa điện tử lặt vặt thì linh tinh ha. Thì con này nè thì sẽ mấy con này thì sẽ không bao pin cho anh em ha. Em bán một cặp luôn ha, cổng sạc là ấy ha, nó hơi bị lệch một tí ha. Này thì bán nói chung là chạy nhưng mà em bán giá sát đi ha. Đây nó là chạy anh em, về sửa chữa điện tử lặt vặt nè, có đèn ấy đây nè, nhỏ gọn ha, sử bộ mình sử dụng cái chấu USB ha anh em, USB. Rồi ở đây em có một con sống và một con chết như này ha. Bán anh bán đại là một cặp như thế này 160k đi. Rồi 160k đi, anh em nào cứ chụp màn hình lại nhắn tin cho em ha. Rồi cái con này thì đang chạy nè, hiện tại là đang chạy nè, con này thì không chạy rồi ha. Rồi bán cả cặp đi anh em, cặp đi ha. Đó, rất là ok ha. Rồi đó, một cặp 160k giúp em, một cặp duy nhất anh em. Rồi rồi tiếp theo đó là có một cái con máy xay hoa hoa củ quả của nhà Techcom anh em. Đây xay sinh tố hoa củ quả đây của nhà Techcom. Nó cũng dạng xài lướt anh em ơi.
Anh xài anh con này thì xài điện áp là 100V anh em. Điện áp là 100V ha. Này có xài lướt sơ sơ qua rồi ha, nó hơi cũ cũ đấy, em có báo tình trạng ha. Rồi con này thì em nghĩ là sẽ bao chạy cho anh em đi, bao chạy cho anh em. Ở đây có một cái cốc anh em đựng nước này. Ha, để em xem công suất nó là như watt on off ở đây. Rồi công suất của nó là 175W anh em. Dòng dòng ok thôi, dòng cũng tạm được thôi. Này có một cái nắp ấy ha, đẩy cái cây hay đấy anh em ép nước hoa quả xuống ha. Rồi con này thì điện áp là 100V, lưu ý giúp em ha, điện áp 100V, hãng là hãng Tecom ha, nội địa Nhật. Rồi con này thì để giá cho anh em là 270k đi ha. Anh em mua về xay hoa quả chăm sóc sức khỏe ok lắm ha, 270k giúp em ha. Điện áp là 100V em có báo ha, lưu ý giúp em. Rồi ở đây em còn một cái bộ vài cái bản viết ha, bản viết dành cho các bé này nè ha. Thì cái này thì dành cho các em ghi chú cũng được ha, ghi chú cũng được nè, nên xài bằng pin ha. Em cứ ghi lên đây, vẽ vời lên cho các con em á, nghịch nghịch phá phá, hoặc em ghi chú là anh em dán trên trên cái tủ lạnh á, giống như là thứ hai nè, thứ hai là làm cái gì đó, thứ ba làm cái gì đó, đó thứ tư đó, em cứ ghi chú ha, cứ bấm một nút là nó sẽ hết à, ghi vậy, bấm nút hết. Chủ yếu là dành cho các con em thôi. Đây có cái nút dán phía sau này ha, để anh em dán cái tường lên ấy đồ. Rồi thì cái bộ này thì một cặp á, tụi em bán theo cặp, các bạn biết này, thì giá là 160 một cặp anh em, nó rất là rẻ ha. Có tặng em một cái bút này, đi kèm này ha, xài rất là ok ha. Này em nghĩ là chiều dài của nó tầm 20 mấy cm anh em ha, bề ngang thì tầm 15-17 cm á, rất là ok ha. Chỉ tính là 80.000 cái à, 160.000 một cặp với cái ha. Cứ anh em nào cứ mua hàng liên hệ Zalo trên số điện thoại với tiêu đề giúp em. Rồi